Vâng, em mến chào các bác nha. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bác dòng đẩy 3 kênh thương hiệu của Đức, Pro Show các bác nha. Thương hiệu của Đức luôn các bác nha, dòng Pro Show 3 kênh. Mời các bác cùng thở phào một chút để trải nghiệm chất âm của dòng đẩy đánh trực tiếp với loa các bác nha. Đó, đang chơi trực tiếp đánh với loa. Sâu này thương hiệu của Đức luôn các bác nhé. Dòng này 3 kênh, model là MA330. Với công suất là một kênh của nó là 600W. Đều các bác nhé, đều là 600W cả 3 kênh, mỗi một kênh là 600W, tổng cộng là 1800W. Thì với những cái công suất như vậy thì các bác có thể chơi những đôi loa bass 30 và một súp hơi bass 40. Đó. Hoặc là các bác có thể chơi một cổng và là chơi đôi bass 25 cũng được. Thì với dòng đẩy này thì model của nó là MA330. Mặt phay các bác nhé, mặt phay màu đen. Đó. Ở đây có một cái căng sắt chống bụi, thứ hai là cái để cái thổi quạt ở đằng sau để cho nó mà mát. Và đây những cái tay cầm đều bằng phay hết các bác nhé, nhìn rất là đẹp. Và đây là mặt sau các bác nhé, mặt sau thì có 3 đường, 1, 2 và 3. Thì ở đây sẽ có cổng Canon hoặc là 6 ly vào này. Ở đây sẽ có những cái chế độ, chế độ là các bác có thể đánh hai vế này, input này, cắm hai vế đường này và gạt sang chỗ 3 input này thì chỉ cắm 2 nó ra 3 các bác nhé. Và ở đây sẽ có cổng music để các bác khóa loa như vậy. Đó. Hai quạt các bác nhé. Tiếng trống rất là đầm. Hiện tại thì em đang đấu trực tiếp đẩy với loa để cho các bác thẩm âm được chuẩn hơn với 3 cái giải. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang một cái nhạc bolero đi các bác nhé. Chuyển sang nhạc bolero để các bác thẩm âm về cái giải lời và giải chép của nó. Giải lời cũng rất là sạch và cái thứ hai giải chép lên cũng rất mạnh các bác nhé, rất là bay tính chép. Ok, bây giờ thì em sẽ đi chi tiết cái nội thất bên trong để cho các bác có thể hiểu thêm về dòng Pro Show thương hiệu của Đức này, Pro Show các bác nhé, các bác lưu ý.
Thì ở đây thì đầu tiên các bác sẽ nhìn thấy đó là một cục nguồn đồng rất là to, nguồn xuyến đồng rất là to, các bác nhìn từ những cái dây đồng này. Đó, rất là to các bác nhé. Dây đồng 100% các bác nhé, nguồn đồng rất là to. Và tiếp theo đó là về phần công suất. Công suất ở đây thì sẽ chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sò, 8 sò trên một bỉ mạch này vào bên dưới, thế là 16. Thì những cái sò chính nó chạy thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sò chính chạy các bác nhé. Và ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4, bên dưới là 4, 8 sò gọi là sò bù áp. Đó các bác nhé. Tất cả đều là sò Japan, sò to các bác nhé. Sò Japan, sò to. Các bác lưu ý là với dòng sò Japan thì nó là thiên về giải trống rất là đầm. Đấy, rất là thích hợp cho các bác chơi với những chiếc súp hơi. Và dòng này thì hiện tại đang chạy là mạch Class H, cho nên là đẩy tiếng cũng rất là hay luôn các bác nhá. Đẩy tiếng rất là hay, như các bác vừa nghe thẩm âm trực tiếp đấy ạ. Thì cái giải chép lên cũng rất là mạnh và sạch. Ở đây thì sẽ sử dụng 4 tụ được các bác nhá. 4 tụ thôi. 4 tụ thì mỗi một tụ của nó 80V cơ. Đó, 4 tụ nhưng mà 80V, 680 Ufra, 4 tụ này. Đó, đây là vỉ mạch nguồn các bác nhá. Rất là chi tiết để các bác cùng có thể xem được. Tất cả đều chở 5 vạch màu này. Những cái dây dắt đều sử dụng những cái keo chống vận chuyển nó bị lung lay này. Và đây những cái khớp nối cũng rất là cẩn thận các bác nhé. Từ nguồn ra mạch này, đều dây chống nhiễu hết các bác này. Đó. Và đây là vế thứ hai các bác nhé. Cái vế thứ hai này cũng vậy. Thì sẽ có 6 sò to. Đó, và những cái sọ bù áp, đây là sọ bù áp của nó thì bên trên 3 và dưới 3, tổng cộng là 6. Đó. 6 với 6 là 12, tổng cộng chạy 12 cả sọ bù áp các bác nhé. Đây là sọ Japan của Nhật các bác nhé. Đó, Japan đi ạ. Thì với dòng đẩy này đang chạy là 2 quạt các bác nhé, 2 quạt. Tất cả đều có tem quy hết các nhé, tất cả mạch đều có tem quy hết này các bác này. Tem quy này, tem quy các bác nhé. Đó, hàng rất là xịn luôn đấy các bác nhé. Ngoài nó lòng phèo nó rất là đẹp. Nguồn thì to và cái thứ hai là cái dây đồng cực kỳ là khủng. Nếu mà các bác xem ở trên kênh em có cái dòng đẩy PS Audio PS, PS9 nhỉ. Đó, các bác sẽ nhìn thấy những cái cục dây đồng nó rất là lớn, dây đồng 100%. Tất cả nhiều những cái lòng của nó đây, rất là đẹp các bác nhé. Hiện tại thì với dòng đẩy 3 kênh này bên em có 9 chiếc, về được 9 chiếc các bác nhé. Thì các bác lưu ý với những dòng hàng bán chất lượng như vậy thì nó cũng về khá là ít. Nói chung là về đợt thứ hai thì cũng rất là khó vì để nói được với những dòng hàng bán nó có về hay không. Đó, giá thành nó cũng rất là hợp lý thôi. Gần chạm đầu 4 nữa các bác nhé. Giá thành rất hợp lý. Tất cả tem quy các bác nhé. Tất cả tem quy. Đó, các bác nhìn ạ. Đó, vì bên này cũng vậy. Đó, tem quy dưới này các bác này. Tất cả là đều rất là chi tiết. Em sẽ cho các bác cùng thẩm âm thêm một chút nữa về cái nhạc Bolero. Đây là mặt bay các bác nhá. Bay này, nhìn nó uốn lượn cũng rất là hay. Đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới. Sợ tình này đứng thương đau khi đời mình nghèo khó mà sao. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa. Tình đâu giây phút mặn mà. Phận nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên. Với những cái dòng đẩy 3 kênh thì công suất như vậy thì các bác có thể chơi một cổng này một đôi 25 các bác nhé. Đấy, một công suất 600W như vậy. Đó thì các bác có thể chơi được 3 đôi bát 25 rồi ở một cái con đẩy như vậy. Công suất khá là khỏe để các bác chơi. Và đặc biệt của nó thì các bác có thể chơi ví dụ như là cái phòng nhà các bác khoảng tầm 30m2 hoặc cả 35m2, các bác chơi một đôi loa bát 30 này và thêm một con súp hơi nữa là rất là tuyệt vời.
vì dòng này nó sẽ thiên nhiều hơn một chút, đó là về giải trống vì nó là chạy sò Japan của Nhật. Dòng này dòng là thương hiệu của Đức, Pro Show các bác nhé. Ok, các bác nào mà có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Micro Audio. Em xin được kết thúc video. Các bác nhớ like cũng như đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Vâng, em xin chào tất cả các bác.